giải pháp giúp kích thích tiêu hóa, con ăn ngon miệng chỉ sau 2 tuần. Bạn có con đang biếng ăn, chậm lớn, con còi xương, ngủ không ngon. Bạn đang loay hoay tìm kiếm giải pháp giúp con yêu ăn ngon, ngủ tốt. Siro sâm báo Chiso, giải pháp an toàn, hiệu quả đã được nhiều bà mẹ tin dùng. Với công nghệ enzyme độc quyền giúp phát huy tốt nhất công dụng của sâm báo, cao tuyệt tiêu đất, vitamin B1, B6, tăng hiệu quả hấp thụ dinh dưỡng cho bé, kích thích tiêu hóa và ăn ngon miệng chỉ sau 2 tuần. Sản phẩm đã được nghiên cứu bởi các nhà khoa học hàng đầu Việt Nam và được Bộ Y tế kiểm nghiệm nên cực kỳ an toàn cho con yêu. Hương vị thơm ngon, dễ uống, đã có hơn 30.000 mẹ bỉm sữa tin dùng và cho phản hồi hiệu quả sau 2 tuần sử dụng. Comment hoặc để lại số điện thoại để được nhận tư vấn chi tiết.